Việt Nam ta đã có hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Hàng ngàn năm lịch sử đó để lại cho mỗi người con, mỗi làng quê một nét đẹp văn hóa truyền thống. Cứ mỗi độ xuân về, vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày hội làng truyền thống của nhân dân thôn Làng Vân. Chúng ta lại được trở về với cội nguồn lịch sử, là dịp hội tụ của dân làng, của những người con xa quê có dịp và có cơ hội về làng để thành kính dâng nén hương thơm, cùng nhau được chiêm ngưỡng những thành quả của những người ở quê hương xây dựng và vun đắp. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về thôn Làng Vân, nơi đã sinh ra mình, ấp ủ mình để khôn lớn trưởng thành. Nên mỗi chúng ta ai cũng suy nghĩ để làm những việc có ý nghĩa, có ích cho quê hương ngày càng giàu và đẹp. Làng Vân quê tôi nằm ở phía nam xã Hợp Thanh, phía bắc giáp thôn Thọ, phía tây nam giáp xã An Phú, phía đông giáp thị trấn Đại Nghĩa, với diện tích tự nhiên là 216 ha, dân số là 2.537 người. Là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng. Nghề nghiệp chính của người dân trong làng là sản xuất nông nghiệp. Một số ít hộ kinh doanh, buôn bán, thương mại, dịch vụ. Trải qua những biến cố và thăng trầm của lịch sử, cán bộ và nhân dân làng Vân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó đi lên, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương chính sách của pháp luật nhà nước và các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngày nay, trong quá trình xây dựng và phát triển, làng Vân luôn được Đảng bộ, chính quyền xã Hợp Thanh đánh giá là cơ sở luôn đi đầu trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, là đơn vị được công nhận là làng văn hóa cấp huyện đầu tiên của xã Hợp Thanh. Chi bộ Đảng hiện nay có 26 đảng viên, nhiều năm liền đạo chi bộ trong sạch vững mạnh. Chính quyền và các đoàn thể chính trị ở địa phương luôn hoạt động có hiệu quả. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng và đoàn kết trong thực hiện chương trình nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhìn lại quá khứ cách đây hàng nghìn năm, vùng đất Làng Vân đang sinh sống là một bãi sình lầy rộng lớn, cỏ cây hoang vu, rậm rạp, là nơi tụ tập sinh sống của nhiều loài động thực vật hoang dã. Từ đầu thế kỷ thứ 17, vì cuộc sống ở muôn phương có nhiều khó khăn do thiên tai, giặc giã, các thế lực phong kiến tranh giành lãnh địa để cắt cứ lâu đài, cho nên đã có nhiều dòng họ, nhiều gia đình ở vùng quê khác đến đây khai phá, lập nghiệp và khai sinh ra làng Vân. Làng Thường Vệ, xã Hợp Thanh hôm nay. Theo quy luật của sự tồn tại và phát triển, đất lành chim đậu. Sau đó lần lượt tiếp tục có nhiều dòng họ, chi họ ở các nơi đến làng Vân lập nghiệp. Dù gặp không ít khó khăn của buổi sơ khai, song cộng đồng những người dân ở muôn phương khi đến với mảnh đất làng Vân đều đoàn kết, thuận hòa, chung sức, chung lòng xây dựng làng Vân phát triển như ngày hôm nay. Từ khi chỉ có 2, 3 dòng họ với 100, 200 người, đến nay làng đã có 43 dòng họ đang sinh sống, làm ăn và sinh hoạt với số dân là 2.537 người. Cùng với nhân dân xã Hợp Thanh, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng của dân tộc, cán bộ và nhân dân làng Vân luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Một tấc không đi, một ly không rời. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, địa bàn thôn Làng Vân là vùng trắng. Năm 19,
1648, thực dân Pháp đổ quân xuống làng Vân, một mặt ra sức càn quét, đốt phá nhà cửa, chùa chiền, dồn dân cướp của, hòng tách rời, ly tán nhân dân với cách mạng. Mặt khác, chúng tổ chức xây dựng sân bay dã chiến ở đường ngang làm căn cứ phục vụ cho các cuộc hành quân, càn quét, các cuộc ném bom với âm mưu.